Xin chào các con. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ cùng với các con ôn lại nội dung mà chúng ta đã học trong hai buổi học ngày 27 và ngày 28 tháng 8 năm 2022. Tuần vừa qua, chúng ta đã học các từ vựng và mẫu câu liên quan đến hai chữ cái tiếp theo, hai letter tiếp theo, đó chính là letter I và letter J. Cùng ôn bài với cô nhé. Đầu tiên chúng ta ôn bài. Các từ bắt đầu bằng letter I. Letter I. Chúng ta có từ đầu tiên, đó chính là từ côn trùng. Từ này hơi khó, các con đọc từ từ cùng cô nhé. Insect. Insect. Được chưa nào, đọc lại cùng cô nhé. Insect. Bốn âm các con nhé. Giơ tay lên đếm cùng cô để đọc đúng từ nào. Insect là côn trùng. Tiếp theo chúng ta có từ mực, và mực này dùng để viết nhé, là ink. Tiếp theo từ lều tuyết, nhà tuyết, igloo. Và từ con kỳ nhông sẽ là iguana. Đọc lại cùng cô nào. Insect. Ink, igloo và iguana. Tiếp theo hãy cùng ôn tập với cô các từ này nào. I nghĩa là tôi. Khi mình dùng tiếng Anh để nói chuyện mình xưng là I, có nghĩa là tôi con nhé. Và người nói chuyện với con sẽ gọi họ là you. You nghĩa là bạn. Và chúng ta có động từ have. Have có nghĩa là có. Đó cũng là từ xuất hiện trong mẫu câu của chúng ta. Chúng ta sẽ có mẫu câu bạn có gì vậy, nghĩa là what do you have. What do you have? Trả lời I have a, hoặc là I have an. Được chưa nào? Và lưu ý nhé, các từ bắt đầu bằng 3 chữ cái A, E và I thì chúng ta sẽ dùng an. Chứ nào? A, E, I. Chúng ta dùng an. Các từ còn lại chúng ta dùng với từ a thôi. Đọc câu cùng cô nào. What do you have? I have an insect. What do you have? I have an igloo. What do you have? I have an iguana. What do you have? I have ink. I have ink. Chúng ta không dùng an ink con nhé, tại vì ink nó là chất lỏng, mà nó lỏng thì mình không đếm được con nhé. Đọc lại cùng cô nào. I have an insect. I have an igloo. I have an iguana. Và I have ink. Tiếp theo chúng ta hãy ôn tập các từ bắt đầu bằng letter J. Mình sẽ có các từ. Từ đầu tiên là jet nghĩa là máy bay phản lực. Từ tiếp theo, jam là mứt. Từ tiếp theo nào, juice nghĩa là nước ép. Và từ cuối cùng, từ áo khoác sẽ là jacket. Đó là cùng cô bốn từ này nhé. Jet, jam, Choose, jacket. Và chúng ta có một động từ mới nào, đó là từ want, có nghĩa là muốn, được chưa nào, muốn nhé. Và chúng ta có mẫu câu mới, chính là mẫu câu bạn muốn gì vậy, sẽ là what do you want. What
Do you want? Mình trả lời I want a hoặc là I want an. Được chưa nào? Và lưu ý giúp cô nhé, các từ vựng bắt đầu bằng ba chữ cái A, E và I mình dùng an nhé. Và các từ còn lại mình chỉ dùng với a thôi. Đọc có ví dụ cùng cô nào. What do you want? I want a chat. What do you want? I want a jacket. What do you want? I want jam. What do you want? I want juice. Con để ý ở đây không? Mình cũng không dùng ở với lại từ jam mà không dùng ở với lại từ juice. Vì jam và juice nó cũng lỏng ha. Cho nên mình không dùng ở với hai từ này. Nhớ giúp cô nhé. Mình không dùng ở với từ jam, không dùng ở với từ juice và không dùng ẩn với từ ink. Được chưa nào? I have ink thôi. Tương tự, I want jam thôi và I want juice thôi. Đọc lại cùng cô để nhớ bài nhé. I want a chat. I want a jacket. I want jam. Và I want juice. Đọc lại một lần cả bài cùng cô để nhớ từ nhé. Từ đầu tiên nào. Insect. Insect. Ink. Ink. Igloo. Igloo. Iguana. Iguana. I have an insect. I have an insect. I have an igloo. I have an igloo. I have an iguana. I have an iguana. I have ink. I have ink. Tiếp theo, chat. Chat. Jam. Jam. Juice. Juice. Jacket. Jacket. I want a chat. I want a chat. I want a jacket. I want a jacket. I want jam. I want jam. I want juice. Tiếp theo, cô hướng dẫn các con làm bài tập về nhà nhé. Đầu tiên mình ghi tên của mình vào đây, vào chỗ trống này nào, ghi tên của con nhé. Bài đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn theo mẫu của cô và mình ghi lại vào các chỗ trống mà cô đã để ở đây. Chat. Ghi lại các từ chat và các ô trống nhé. Tương tự, jam. Ghi lại từ jam và các ô trống. Ở đây, và các con làm tiếp với hai từ còn lại. Bài tiếp theo, điền vào chỗ trống. Chúng ta hãy so sánh với mẫu câu. What do you want? What do you want? I want a. Nhìn hình, đi vào đây giùm cô nào. I want a chat. Tiếp theo, chúng ta cũng dùng mẫu câu What do you want? Xem thiếu từ nào điền từ đó giúp cô nhé. Và trả lời I want a. Thiếu từ nào điền từ đó và mình nhìn hình để điền vào đây giúp cô. Chỗ nào? Mình làm tiếp với các từ còn lại nhé. Và các con để ý giúp cô nào. Ở câu này, What do you want? I want. Ở đây các con phải xài an. Phải xài an nhé. Vì từ ở đây là insect. Và từ này là iguana. Bắt đầu bằng letter I. Cho nên mình dùng an. Chỗ nào? Bài tiếp theo các con hãy giúp cô. Ở cột I is for. Các con điền 4 từ bắt đầu bằng letter I. Đọc cùng cô để nhớ nhé. I is for insect. I is for ink. I is for igloo. Và I is for iguana. Ở cột J is for. Điền 4 từ bắt đầu bằng letter J nào. J is for chat. J is for jam.
J is for juice. J is for jacket. Được chưa nào? Bài cuối cùng, con hãy giúp cô dùng bút của chúng ta tô các đường nét đất thành nét liền. Nào, đây là chữ J viết hoa và đây là J viết thường. Các con về nhà giúp cô học lại từ vựng nhé. Chúng ta học cách đọc và cách viết của các từ. Sau đó luyện tập các mẫu câu nào. Và làm bài tập về nhà. Buổi học tiếp theo cô sẽ trả bài và khảo từ vựng của các con. Đó là tất cả những gì cô muốn ôn tập của các con qua video ngày hôm nay. Cảm ơn các con đã lắng nghe. Tạm biệt các con.